60 năm trước, ngày mùng 2 tháng 3 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Vĩnh Phúc. Trong chuyến thăm này, Bác đã căn dặn: phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Lời diêu bấn đó của người đã được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thấm nhuần và khắc ghi. 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả ấn tượng, đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, luôn giữ vững vị trí là một trong những tỉnh top đầu cả nước về phát triển kinh tế, xã hội và đang tiếp tục phấn đấu để xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một đô thị hiện đại, giàu mạnh và văn minh. Vĩnh Phúc, một vùng đất có bề dày lịch sử và là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, địa bàn có vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Vĩnh Phúc vinh dự 8 lần được đón Bác Hồ về thăm. Trong đó có những lần người báo trước, có lần về thăm đột xuất, lại có những lần người đi công tác ngang qua. Nhưng mỗi lần về Vĩnh Phúc, Bác đều dành một phần thời gian để nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Trước hơn 16.000 cán bộ, đảng viên, bộ đội và nhân dân, người đã ngợi khen Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều thành tích trong phong trào chống hạn, đồng thời căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên, muốn làm tốt công việc thì phải lãnh đạo tốt từ tỉnh ủy đến chi bộ. Bác nhấn mạnh, lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ những nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm của nhân dân. Mỗi đảng viên và mỗi đoàn viên phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, phải ra sức đoàn kết và giúp đỡ bà con cùng tiến bộ, phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Tình cảm và lời căn dặn đó của Bác đã trở thành động lực to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ, nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn để phát triển. Gần 2 tuần sau khi Bác về thăm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra nghị quyết mở rộng cuộc vận động trong toàn tỉnh nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ, vững chắc để cải thiện đời sống nhân dân. Sau đó, ngay trong năm, 2 đợt cải tiến quản lý 85 hợp tác xã nông nghiệp đã được tiến hành. Qua thực hiện cuộc vận động của Đảng, đã làm cho các chi bộ xác định rõ thêm vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp sản xuất, quản lý hợp tác xã, dần chống tác phong quan liêu. Kết quả thực hiện cuộc vận động đã giúp cho việc sản xuất nông nghiệp của địa phương đạt thắng lợi lớn và trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu toàn miền Bắc về sản xuất lương thực, cây trồng, làm thủy lợi và phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, đặc biệt là về năng suất lúa. Khi đó, cái sản lượng lúa hay là kết quả của sản xuất ấy, để đóng góp cho thuế nông nghiệp, cho nhà nước, để nuôi quân và đánh giặc như thế, thì ở Vĩnh Phúc đây là một cái phong trào rất là sôi nổi. Năm 1966, chỉ 3 năm sau lời căn dặn của Bác, với ý chí vươn lên và khát vọng giàu có, phồn vinh, Vĩnh Phúc đã có một bước đi táo bạo. Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra chủ trương khoán hộ, gắn lợi ích người nông dân với thành quả lao động và đưa mô hình này vào thực tế. Từ đây, tình trạng dong công phóng điểm diễn ra phổ biến trong các hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc lúc bấy giờ được giải quyết một cách triệt để. Chủ trương khoán hộ của Vĩnh Phúc được coi là bước đột phá tư duy, đi trước thời gian, có ý nghĩa mở đường quan trọng ở cả phương diện lý luận và thực tiễn để Đảng ta nghiên cứu, hoạch định, hình thành các quan điểm đổi mới trong nông nghiệp vào những năm 80 của thế kỷ 20. Sau này các thế hệ, các đại hội đều lấy câu của Bác: phấn đấu Vĩnh Phúc giàu có phồn vinh. Tất cả những câu chữ Bác nói, Đảng ra nghị quyết của Đảng là quyết tâm chính trị của Đảng. Quyết tâm chính trị của Đảng phải biến thành quyết tâm của dân, toàn dân thì nghị quyết đó sẽ được thực hiện, sẽ thành công. Lời căn dặn phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta đã được các thế hệ lãnh đạo của tỉnh khắc ghi và nỗ lực thực hiện. Nếu như trong giai đoạn những năm 60 của thế kỷ trước, Vĩnh Phúc đi đầu cả nước trong đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong quá trình sát nhập với tỉnh Phú Thọ, trở thành tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1968 đến năm 1996. Thì từ năm 1997, khi tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc lại tiếp tục có bước ngoặt đột phá khi xác định phương hướng, lấy công nghiệp làm nền tảng, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Từ đó thu hẹp khoảng cách so với bình quân chung của cả nước, nâng cao đời sống nhân dân. Vĩnh Phúc đã đưa ra một quan điểm rất mới là phải lấy công nghiệp làm nền tảng cho phát triển. Và từ cái quan điểm khoa học này thì Vĩnh Phúc đã đề ra một hệ thống các giải pháp để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Và nhờ phát triển công nghiệp cho nên Vĩnh Phúc đã tạo ra nhiều việc làm mới, và từ đó góp phần để giảm lao động nông nghiệp, giảm nông dân, từ đó thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của người nông dân. Như vậy Vĩnh Phúc vừa phát triển kinh tế, vừa thực hiện cái mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển, giữa tăng trưởng và thực hiện phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện các mục tiêu để Vĩnh Phúc trở thành một cái địa phương đáng sống, một cái nơi mà người dân được sống trong một cái môi trường hạnh phúc và thịnh vượng. Vĩnh Phúc hiện có 16 khu công nghiệp có quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích quy hoạch gần 3.100 ha. Thực hiện chủ trương lấy công nghiệp làm nền tảng cho sự phát triển, Vĩnh Phúc đã đề ra nhiều giải pháp đột phá nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2005, Vĩnh Phúc vươn lên đứng thứ 6 toàn quốc và đứng thứ 2 miền Bắc về thu nội địa. Trong hơn 2 thập kỷ qua, tỉnh giữ vững vị thế đứng trong top đầu của cả nước về phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2022, trong bối cảnh trước đó hứng chịu nhiều khó khăn, tổn thất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng kinh tế của tỉnh đã phục hồi và phát triển ấn tượng, tiếp tục cho thấy sự bứt phá kinh tế mạnh mẽ của tỉnh với thu ngân sách cán mốc trên 40.000 tỷ đồng, mức thu cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 9,54% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến nay. Quy mô nền kinh tế của tỉnh ước đạt trên 165,5 nghìn tỷ đồng, tương đương top 15 tỉnh có quy mô kinh tế cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng. Đặc biệt, GRDP bình quân đầu người năm 2022 của tỉnh đạt 127,9 triệu đồng một người, nằm trong top 10 địa phương có GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chưa đến 1%. Vĩnh Phúc hiện đứng trong top 5 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI. 60 năm thực hiện lời căn dặn của Bác, Vĩnh Phúc luôn lấy nhân dân làm mục tiêu và động lực cho sự phát triển. Các cấp ủy chính quyền tỉnh đã sớm đề ra và thực hiện hàng loạt nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân. Các lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh được quan tâm chú trọng, kết hợp phát triển hài hòa. Đặc biệt mới đây, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 15 về xây dựng văn hóa con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giáo dục, y tế, công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động đạt nhiều kết quả khích lệ, tự hào. Làm theo lời Bác, Vĩnh Phúc đang ngày một đổi thay, phát triển văn minh hiện đại. Nghị quyết của tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ nay luôn khẳng định người dân phải được hưởng thành quả của sự phát triển. Trong phát triển phải đặt yếu tố con người vào vị trí trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau của sự phát triển. Nhân dân Vĩnh Phúc đều nói là vẫn nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Bác Hồ, nhờ ơn Chính phủ đã có được cái cuộc sống như hôm nay. Thì cuộc sống hôm nay tôi chứng kiến là nó hạnh phúc muôn phần rồi. Đúng là như cụ Hồ đã ước mong và đã hướng dẫn nhân dân chúng ta, đúng Vĩnh Phúc đã trở thành cái phồn vinh, hạnh phúc. Vĩnh Phúc tiếp tục là một trong những tỉnh đi đầu của cả nước thực hiện khâu đột phá chiến lược trong công tác cán bộ bằng việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực thực tiễn, có ý thức trách nhiệm, đam mê và khát vọng. Gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh bằng quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện. Là địa phương vinh dự nhiều lần được đón Bác, các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân Vĩnh Phúc đã luôn thấm nhuần những lời Bác dặn. Với tình cảm và trách nhiệm cao trước Đảng, trước Bác, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị và kết luận Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong những năm qua, đã có nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng về việc học tập và làm theo Bác. Với những kết quả đầy ấn tượng đã đạt được, Vĩnh Phúc hôm nay tự tin, tự hào vì đã thực hiện hiệu quả điều Bác Hồ mong đợi, động viên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay rất tự hào báo công dâng Bác. Suốt 60 năm qua, thực hiện lời căn dặn của Người đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim để mỗi người dân Vĩnh Phúc, để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từ chiến tranh, thiên tai, phòng chống dịch bệnh để đưa Vĩnh Phúc đi lên cùng đất nước. Và hôm nay chúng tôi cũng tự hào nhận thấy rằng Vĩnh Phúc đã hiện thực được lời căn dặn của Người và Vĩnh Phúc đã thực sự trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta như Người hằng mong muốn. Để phát huy được những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục khẳng định ý chí quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đặc biệt là biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm của nhân dân và xây dựng thành một cái khối đại đoàn kết, ý Đảng, lòng dân, kiên trì đổi mới sáng tạo để phát triển toàn diện, nhanh và bền vững và phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh của đất nước. Xuyên suốt 6 thập kỷ, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc luôn ghi nhớ và thực hiện lời căn dặn của Bác. Địa phương Bác về thăm năm xưa đang tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện sứ mệnh vẻ vang được Đảng và Bác Hồ giao trên mỗi chặng đường phát triển, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, thỏa lòng mong ước của Người.